Xin chào tất cả các bác. Hôm nay là mùng 1 Tết Nguyên Đán năm Nhâm Dần. Gia đình hạnh phúc. Hôm nay đi chùa lễ Phật đầu năm. Mời các bạn theo dõi khung cảnh chùa Khánh Vân ở huyện Đa Tẻ, Lâm Đồng. Ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán. Phía bên tay phải ở đây, như Phúc thấy thì đó là một cây mai rất lớn và có một chú hổ rất oai phong đang ngồi ở phía dưới. Ở phía chính điện có các tượng Phật. Bạn quan sát khung cảnh ở phía trước chính điện với rất nhiều cây khoe sắc, những cây mai, cây đào rất là rực rỡ sắc màu. Đây là chính điện của chùa Khánh Vân. Ở phía ngoài có tượng Phật A Di Đà. Cầu mong một năm mới an khang thịnh vượng. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của Hạnh Phúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.